Kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore thời gian tháng 5 năm 1998 tập 74 Mời xem kinh văn dưới đây Như thị phước lợi Tối bất tư nghị Nhất bách kiếp trung Thường vi tình cư thiên chủ Nhị bách kiếp trung Thường vi lục dục thiên chủ Tất cánh thành Phật Vĩnh bất đọa ác đạo Nải chí Bác thiên sanh trung Nhĩ bất văn khổ thanh Đoạn kinh văn này Là nói Quả báo mà bạn bố thí có được Bố thí là nhân của phước đức ba nghiệp đều phải biết tu học trong tâm phải thường có ý niệm bố thí vừa rồi mới nói Chính là phục vụ chúng sanh Chúng ta nói như vậy Để mọi người dễ hiểu Niệm niệm Phải có tâm nguyện phục vụ chúng sanh Đây là bạn bố thí tâm Thường ngày Dùng lời nói để khuyên người khác phục vụ xã hội phục vụ nhân dân đây là khẩu bố thí ở trong đời sống thường ngày chúng ta thực sự làm được là ngay trong cương vị làm việc của mình là ngay trong cách thức sống hiện tại của mình Phải làm nên lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh Đây là bạn bố thí thân thể hành động Bạn nhất định được phước Bố thí tài Tài có nội tài và ngoại tài Ngoại tài là vật ngoại thân Nội tài là thân thể của ta Ta dùng thân thể của ta, dùng sức lực của ta để phục vụ cho mọi người. Đây là bố thí nội tài. Được giàu có. Bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp là dùng trí huệ của ta Dùng kỹ thuật năng lực của ta giúp đỡ người khác Được quả báo là thông minh trí huệ Bố thí vô ý Là làm cho đại chúng Thân tâm an ổn Xa rời sợ hãi Xa rời lo âu phiền não sẽ được quả báo khỏe mạnh, sống lâu. Như vậy, phước báo của bạn mới được viên mãn. Đời sống vật chất trong một đời của bạn không bị thiếu thốn. Không cần quá nhiều. Không thiếu thốn là tốt rồi, là rất viên mãn. Ăn mặc đầy đủ, Thông minh trí huệ Khỏe mạnh trường thọ Thì phước báo của người này mới là viên mãn Chúng ta ngày nay nhìn thấy thế gian này Có rất nhiều người có của cải Mà không có trí huệ Thật ngu si Họ thật sự là giàu có Lại nhìn thấy người có trí huệ, người rất thông minh nhưng thân thể không khỏe. Gặp nhiều tai nạn. Bệnh tật, đây là gì? Đời trước họ không có tu bố thí vô úy. Thường hay làm tổn hại tất cả chúng sanh nên phải gặp nhiều tai nạn bệnh tật. Họ nói tôi không có hại chúng sanh. Không có hại chúng sanh mà mỗi ngày ăn thịt chúng sanh. Việc này là phiền phức rồi. Tôi còn nhớ có một lần cư sĩ Lôi ở Hồng Kông đã từng báo cáo tại đây bà nhìn thấy quả báo hiện đời ở Hồng Kông, có người thích ăn hải sản, lúc chết đã bị một căn bệnh là giống như con cua vậy, giống như là tôm cá vậy. Quả báo hiện tiền mọi người đều nhìn thấy, làm cho rất nhiều người sợ hãi, những người ưa thích ăn hải sản không dám ăn nữa bà đã báo cáo cho chúng ta tại nơi đây chúng ta có ghi hình đó lại băng ghi hình này có thể lưu thông có thể để cho mọi người xem chuyện bà kể là chân thật người thật việc thật trong giới kinh Tuy là Phật không có ngăn cấm mọi người ăn thịt. Phật khuyên bảo mọi người ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục. Thứ nhất là không nhìn thấy giết, bạn không có nhìn thấy sát sanh. Thứ hai là bạn không có nghe thấy âm thanh lúc sát sanh. Thứ ba là nhất định không phải giết gì mình. Đây gọi là tam tịnh nhục. Nhưng có một số người Thích ăn sống Chính mắt nhìn họ giết Chính mắt ra lệnh cho đầu bếp sát sanh Họ muốn ăn đồ tươi sống Nghiệp người này tạo là nặng rồi Mặc dù bạn tu phước bố thí Mặc dù tu bố thí Pháp được Thông minh trí huệ nhưng quả báo của bạn chính là thân thể nhiều tai nạn bệnh tật. Thông thường thì thể trạng của người Trung Quốc không bằng người phương Tây. Người nước ngoài ăn thịt. Nhưng sự thật là họ ăn tam tịnh nhục. Giả dạ lại lúc họ ăn cũng tương đối đơn giản Ở nước ngoài chúng ta thấy phổ biến nhất là thịt bò Thịt gà Những động vật khác họ không ăn Rất ít ăn Yêu thương bảo vệ động vật Nếu họ nhìn thấy bạn làm tổn thương động vật Họ không bằng lòng Họ sẽ không tha thứ cho bạn ở úc châu làm tổn thương động vật vô cớ thì sẽ bị xử phạt bị phạt tiền thậm chí còn phải ngồi tù họ bảo vệ động vật sở dĩ gà và bò của họ đó là nuôi dưỡng để ăn Cái tạo nghiệp này tương đối nhẹ. Hãy nhìn người Trung Quốc, đặc biệt là người phương Nam, cái gì cũng ăn, cái gì cũng muốn ăn sống. Tạo cái nghiệp này sẽ rất nặng. Sẽ gặp rất nhiều tai nạn. Cho nên nhất định phải biết tu phước như thế nào. Đạo khỏe mạnh trường thọ. Tất nhiên Phương thức sống của chúng ta rất quan trọng Nhưng đó chỉ là duyên Nhân đích thực là Do đã tu bố thí vô ý Trong đời quá khứ Bố thí vô ý là làm cho tất cả động vật Những động vật hữu tình Có mạng sống Khiến cho chúng được yên ổn Khiến cho chúng được vui sướng không được phép làm tổn hại chúng Đây chính là thuộc về bố thí vô ý Ngày nay gọi là yêu thương bảo vệ động vật Chúng tôi thấy ở nước Mỹ Ở Canada, ở Úc Châu Những động vật hoang dã này Không sợ con người Bạn nhìn thấy động vật nhỏ Bạn vẫy tay nó liền đến ngay Chim cũng không sợ con người Bay đến đậu trên vai bạn Con sóc vừa dãy tay Nó liền chạy lên tay bạn Động vật ở Trung Quốc Không giống như ở nước ngoài Nhìn thấy người nó liền chạy mất Động vật cũng biết tánh người Sanh ra ở nơi đó Nó biết con người không hại nó con người là bạn tốt của nó Muốn gần gũi Những động vật ở Trung Quốc và Đài Loan Thì khỏi phải nói Chim nhìn thấy con người liền bay đi mất Nó biết những người này Con người là kẻ đối đầu với nó Là quan gia của nó Như định sẽ giết hại nó Nên gấp rút trốn chạy Đây là dạy chúng ta phải tu bố thí như thế nào Tu phước như thế nào Tu bố thí chính là tu phước Bạn có thể tu học như thế này Tu bố thí như thế này Thì quả báo là Nhất bách kiếp trung thường vi tịnh cư thiên chủ Tịnh cư thiên là trời tứ thiền Địa vị này là cao rồi Là được quả báo như vậy nguồn gốc của quả báo đều ở phát tâm bạn biết phát tâm bạn mới tin quả báo mà phật dạy là chân thật tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tất cả pháp sẽ chuyển theo tâm niệm của bạn trong nhân ở phía trước trong tu nhân quan trọng nhất là phải có đại từ tâm thì bạn mới có thể đưa quả báo này nếu như bạn là ái duyên từ chúng sanh duyên từ thì cái quả báo đó không có lớn như vậy được đây là đại tư đại bi giống như phật bồ tát vậy thì quả báo là không thể nghĩ bà thời ừ. gian một trăm kiếp thời gian dài như vậy bạn làm đại phạm thiên vương đây là cõi trời sách giới Nhị bách kiếp trung Thường vi lục dục thiên chủ Đại phạm thiên vương Phước báo làm vua cõi trời tịnh cư Hưởng hết rồi Hưởng hết rồi thì đọa lạc xuống Nhưng họ vẫn còn phước thừa Tuy phước đó không thể sanh vào cõi trời sắc giới Thì sanh vào trời dục giới Lại hưởng phước tiếp ở cõi trời dục giới tất cánh thành phật dĩnh bất đọa ác đạo tất cánh thành phật là nói gieo hạt giống kim cang vào trong a lại gia thức sẽ không bị hư hoại nếu như gặp được nhân duyên thù thắng duyên thù thắng là giống như lời ngài thiện đạo đại sư đã nói do gặp duyên không đồng nếu như họ gặp được Phật Pháp Đại Thừa Gặp được Pháp Môn Tịnh Độ Dùng thiện căn phước đức của họ Lại cộng thêm nhân duyên Họ sẽ nhất định giảng sanh Bất thối thành Phật Vậy thì dính diễn không đọa ác đạo Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Đương nhiên Là không nghe tiếng khổ Đoạn này là nói quả báo của họ Pháp Sư Thanh Liên Ở trong chú giải Đoạn này chú giải rất nhiều Nói rõ Những sự việc không thể nghĩ bàn Ngài ở trong đây trích dẫn y cứ Kinh luận Nêu ra những việc bố thí Như nhà cửa, giường chiếu Đồ ăn uống Và thuốc thang Cũng nói rõ Những thứ này đều là Pháp thế gian Sao có thể nói là không thể nghĩ bạc Như đây nói Thự do, chánh hành, thí thời, nhất niệm cụ đại từ tâm, tiện thị thành Phật căn bản. Cho nên bấu chốt là ở ba chữ đại từ tâm này. Thật sự là dùng tâm đại từ bi, không có phân biệt, không chấp trước. một niệm tâm này là không thể nghĩ bạc cho nên được phước là không thể nghĩ bạc quả báo không thể nghĩ bạc những phần chú giải còn lại các vị có thể tự mình xem được mời xem kinh văn dưới đây phục thứ địa tạng Nhược vị lai thế trung hữu chư quốc vương cặp bà la môn đẳng Năng tác như thị bố thí Hoạch phước vô lượng Cánh năng hồi hướng bất vấn đa thiểu Tất cánh thành Phật Hà hướng thích phạm chuyển luân chi báo Đây là Phật gọi Ngài Bồ Tát Địa Tạng lại và nói với Ngài Hai hàng kinh văn này Là có hai đoạn Đoạn thứ nhất Là tổng kết phước bố thí Đoạn phía sau là tổng kết phước hồi hướng Tổng kết bố thí Đặc biệt nhắc đến Nhược vị lai thế trung đó là chỉ chúng ta hiện nay phật năm xưa giảng kinh thuyết pháp có nói đến đời dĩ lai dĩ lai là bao gồm chúng ta ở trong đó hữu chư quốc vương cặp bà la môn đẳng đây là nói người hay bố thí chữ đẳng là bao gồm chúng ta bao gồm mọi người đều ở trong đó bạn hiểu được đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì cần phải cố gắng nỗ lực vì xã hội vì đại chúng phục vụ đây chính là tu bố thí ba la mật vì đại chúng xã hội phục vụ quan trọng nhất là tâm chân thành tâm thanh tịnh chúng ta làm tròn nghĩa vụ không mong cầu đền đáp đời sống của mình ăn mặc đầy đủ là được rồi tuyệt đối không ham muốn hưởng thụ xa xỉ nếu như ham muốn những thứ này thì phước mà bạn tu sẽ báo hết sẽ báo sạch ngay Bạn không mong cầu phước báo Thì phước báo sẽ tích lũy ở đó Càng tích càng dày Sẽ biến thành phước báo lớn Không thể nghĩ bà Phước báo lớn mà mình vẫn không tiếp nhận Đem phước báo lớn này Cúng dường cho tất cả chúng sanh thành tựu vô lượng vô biên phước báo của mình vô lượng vô biên phước báo vẫn không hưởng thụ vô lượng vô biên phước báo đem cúng dường hết cho tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới bạn nói viên mãn biết bao hạnh phúc biết bao việc vui lớn đứng đầu của đời người không có gì bằng niềm vui này chúng ta ở nhà nhỏ sống đời sống đơn giản có gì không tốt chứ sống tự tại biết bao việc gì phải ở trong những ngôi nhà sang trọng đi ra đường có rất nhiều người tiền hô hậu ủng tôi cảm thấy đời sống như vậy rất là bất tiện ra đường còn phải mang theo rất nhiều vệ sĩ khiến hành động không tự do giàu sang quá mức ở trong nhà sợ người ta trộm cướp còn phải mời rất nhiều cảnh sát đến bảo vệ thật sự mà nói vậy là vô tình đã giam lỏng mình lại rồi không có được đời sống tự do tự tại việc gì phải như vậy bạn có của cải tại vì sao không xả sau khi xả rồi mới thực sự được tự do tự tại trên kinh phật thường nói đời sống giải thoát đó là đời sống mỹ mãn nhất không bị ràng buộc tự do tự tại vậy là đúng rồi chúng ta học phật phải rõ lý phải hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên phải chịu tu bố thí chịu gì đại chúng xã hội phục vụ phụng hiến thân tâm của chúng ta phụng hiến năng lực trí huệ của chúng ta để tạo phước cho mọi người không nên hưởng phước như vậy thì bạn sẽ được phước vô lượng đây là tổng kết phước bố thí cánh năng hồi hướng bất vấn đa thiểu tất cánh thành phật dưới đây là tổng kết phước hồi hướng phước báo của hồi hướng cánh năng hồi hướng bất vấn đa thiểu tất cánh thành phật nguyên nhân gì sao vậy bởi vì phía trước bạn có tâm đại từ tâm đại từ là tâm phật không cần hỏi còn đức bạn tu nhiều hay ít bạn cũng đều thành phật bởi vì tâm bạn dùng là tâm phật để phục vụ đại chúng xã hội hà huống thích phạm chuyển luân chi báo Đây là thí dụ Ngay cả làm Phật Bạn cũng có thể làm được Hướng hồ Những thứ phước báo nhân thiên Nhỏ bé này Thích là vua trời dục giới Phạm là vua trời sắc giới Chuyển luân thánh vương Là phước báo lớn nhất cõi nhân gian Bốn chữ này Là nói phước báo lớn Ở trong lục đạo Làm Phật Là phước báo rốt ráo viên mãn Của thế gian và suốt thế gian Phước báo rốt ráo viên mãn Bạn còn có thể đạt được Huống hồ là phước báo nhỏ Ở trong lục đạo Trăm đời nghìn đời Đây là phước báo nhỏ Ở trong lục đạo đương nhiên là có thể đạt được rồi chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết không thể không tu bố thí nó có lợi ích chân thật đối với chính mình tất cả pháp thế gian và xuất thế gian chỉ có pháp này là thật những pháp khác đều không phải là chân thật và cái gì có hình tướng đều là hư dối nhà phật thường nói mọi thứ đều để lại chỉ có nghiệp theo mình ở thế gian này bạn có thể đem đi được những thứ gì lời phật dạy chúng ta phải nhớ kỹ cõi nước mong manh mạng người vô thường được thân người là một điều đáng quý nhất chúng ta ngày nay nói được thân người có ý nghĩa nhất có giá trị nhất chính là tu phước chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ như vậy thì đời này bạn sống có ý nghĩa có giá trị Chúng ta nói có ý nghĩa, có giá trị Nó thật xa lạc, rất trống rỗng, rất trừu tượng Ý nghĩa ở chỗ nào, giá trị ở đâu Đoạn kinh văn này là nói rất tương tận, xác thực Cái giá trị ý nghĩa này Là phước báo vĩnh hằng Là phước báo mà bạn đời đời kiếp kiếp Hưởng không hết ý nghĩa giá trị này là ở chỗ này nếu như chúng ta vẫn còn một niệm tâm tham vẫn còn một niệm tâm keo kiệt bủn xỉn vẫn không chịu làm nên sự phục vụ viên mãn cho mọi người mình vẫn muốn giữ lại một chút thì phước mà bạn tu là nhỏ rồi quả báo của bạn là không thù thắng cho nên một người có phước báo hay không đều là ở trong khoảng một niệm của bạn một niệm này của chúng ta có phải nghĩ cho người khác nghĩ cho toàn bộ xã hội nghĩ cho quốc gia nghĩ cho toàn nhân loại hay không vậy thì phước báo của bạn là lớn rồi so đo từng ly luôn nghĩ cho chính mình nghĩ cho gia đình mình thì phước báo của bạn là nhỏ rồi là rất nhỏ bé bạn nghĩ cho cá nhân phước báo bạn tu đời sau bạn được phước báo cho thân này một thân của mình hoặc là một nhà của mình phước báo của bạn chỉ lớn như vậy bạn nghĩ cho riêng mình thì tương lai bạn có được cơ thể khỏe mạnh cường tráng nếu như nghĩ cho gia đình bạn là gia trưởng trong gia đình gia đình bạn sống rất hạnh phúc đâu thể giống như trên kinh điển là làm đại phạm thiên dương làm vua trời đau lợi bạn không có cái phước phần này vì sao vậy tâm lượng quá nhỏ rồi cho nên tu bố thí là cùng một sự việc giống nhau mà quả báo lớn hay nhỏ tên của phẩm này là so sánh phước báo đều ở tâm của bạn đều ở lượng của bạn tâm lượng của bạn lớn một niệm tâm đại từ bi cái tâm đó là tâm trùm khắp hư không lượng khắp pháp giới cho nên tuy phước bố thí rất nhỏ mà được tâm lượng mở rộng rồi tất cánh thành phật cho nên việc hồi hướng đó là lớn tâm lượng lớn rồi tại vì sao chúng ta không dùng tâm lượng lớn phải học tập dùng tâm lượng lớn. Như thế mọi thứ sẽ đều lớn. Việc thiện nhỏ bằng mấy lông cũng biến thành quả báo trùm hư không khắp pháp giới. Chúng ta học trong kinh Hoa Nghiêm rồi, mở rộng tâm lượng ở trong hội này phật cũng dạy chúng ta mở rộng tâm lượng cho nên bộ kinh này không có khác gì so với kinh hoa nghiêm là đồng một cảnh giới mở rộng tâm lượng phục vụ cho tất cả chúng sanh cho dù hy sinh cả mạng sống cũng không hề tiếc nuối cũng vô cùng vui vẻ vô cùng vui mừng ta hy sinh để tất cả chúng sanh được phước lìa khổ được vui ta hạnh phúc biết bao đáng giá biết bao tuyệt đối không gì một mảy may tham dục của chính mình như vậy mới là đệ tử phật chân thật đây mới đích thực là thực hiện lời giáo huấn của phật đối với chúng ta Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Trang 18 Trang 18 vừa mở đầu Trong tiểu chú Có mấy câu nói Chúng ta cần phải nhớ kỹ Đây là Pháp Sư Thanh Liên Trích dẫn một đoạn kinh văn Trong kinh ngũ đạo tội phước chúng ta hãy đọc qua một lần hiền giả hiếu bố thí chữ hiền giả ở đây chính là bồ tát người thích bố thí chính là bồ tát thích bố thí dùng cách nói hiện nay để nói là thích gì nhân dân phục vụ Nhiệt tâm vì nhân dân phục vụ Toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ Đây chính là hiền giả thích bố thí Thiên thần tự phù tương Phù tương là giúp đỡ Bạn có thể cảm động trời đất quỷ thần giúp đỡ Thí nhất đắc dạng bội đây là nói quả báo quả báo bố thí của bạn là không thể nghĩ bạn nó còn hơn gấp vạn lần so với giật mặt bạn bố thí an lạc thọ mãn trường đây là bài kệ thứ nhất nói rõ phước báo của bố thí Bài kệ thứ hai là kim nhật đại bố thí, kỳ phước bất khả lượng, giai đường đắc Phật đạo độ thoát ư thập phương. Bài kệ phía trước này giống như chúng ta vừa mới nói là tổng kết phước bố thí. Bài kệ phía sau này chính là tổng kết phước hồi hướng. Hai bài kệ này Chúng ta nhất định Phải tỉnh ngộ trở lại Trước đây mê hoặc Điên đảo Tham lam keo kiệt Nay tỉnh ngộ lại Giác ngộ trở lại Hoàn toàn dứt bỏ những quan niệm Cách nghĩ cách làm Sai lầm trước đây chúng ta phải học theo Phật, chúng ta phải dâng theo lời giáo huấn của Phật, sửa đổi tư tưởng của chúng ta, sửa đổi tác phong của chúng ta. Từ đây về sau, chúng ta khởi tâm động niệm phải luôn nghĩ đến sự khổ vui của đại chúng xã hội phải luôn nghĩ đến phước họa của đại chúng xã hội những gì không có lợi cho đại chúng xã hội thì tuyệt đối không được làm không những không được làm mà ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ những gì có lợi ích cho đại chúng xã hội chúng ta phải hết lòng hết sức mà làm phải hiểu rõ đạo lý này nếu như chúng ta tham tiền của chiếm tất cả tiền của của đại chúng xã hội cho riêng mình thì quả báo nhất định là đọa địa ngục đặc biệt là tiền của để cứu nạn trước đây lúc tôi mới học phật lão cư sĩ chu kính trụ có kể cho tôi nghe một câu chuyện sau này ông có chép chuyện này vào trong sách ông có lưu truyền lại mấy quyển sách cho người đời sau Hình như là ở trong giảng ký kinh bát đại nhân giác Có câu chuyện này Giảng ký kinh bát đại nhân giác của lão cư sĩ Chu Kính trụ Hình như câu chuyện này Cũng có ở trong ảnh trần hồi ước lục Là cùng một sự việc giống nhau ảnh trần hội ức lục là tự truyện của pháp sư Đạm hư. Đây là thế hệ trước, các ngài là người cùng thời đại, tuổi tác cũng sắp xỉ với nhau. Là chính mắt trông thấy. Lúc đó ở Thượng Hải, có một người giàu có ở trong khu Tô giới, đây là đầu năm dân quốc. Người này vô cùng giàu có làm quan thời triều thanh chức quan cũng rất lớn sau khi dân quốc thành lập lật đổ triều thanh ông liền lánh nạn vào trong vùng tô giới lúc đó dùng tô giới được người nước ngoài bảo hộ về già ông cũng có học phật có xây cầu đắp đường bố thí cúng dường trong cửa phật thường hay tu phước không kém với ai hầu hết người trong nhà phật gọi ông là người đại thiện xem ông giống như phật bồ tát vậy trải qua không bao nhiêu năm thì ông mất sau khi mất ông có đến mấy bà vợ trong đó hình như người vợ thứ tư đại khái là vợ thứ tư tôi nhớ cũng không rõ lắm vô cùng nhớ đến ông đúng lúc đó có một người pháp là nhà ngoại cảm có thể giao tiếp được với người âm người vợ nhỏ này của ông nghe thấy có sự việc này liền tìm đến nhà ngoại cảm người nước ngoài này xem thử có thể tìm được chồng của bà để gặp mặt vừa nói chuyện với bà hay không Người này nói có thể Nhưng ông ra giá tiền rất đắt Lúc đó hình như là phải một nghìn đồng bạc Nếu không phải người thật giàu có Thì không thể mời nổi Dù sao nhà bà cũng có tiền Cho nên liền mời ông đến Ông bảo bà nói cho ông biết Họ tên Ngày giờ sanh Ngày giờ chết của chồng bà sau khi chết rồi chôn cất ở đâu thì ông có thể tìm được cuối cùng mời ông đi tìm ông tìm không ra không tìm thấy thì đương nhiên người vợ này rất giận dữ có phải ông lừa gạt tôi không ông ấy nói là tôi hoàn toàn không phải lừa gạt bà ông nói nếu như bà có bạn bè thân thích qua đời gần đây tôi sẽ làm thử một lần cho bà xem Chứ tôi không lừa gạt bà. Tôi chỉ lấy nửa giá tiền thôi. Mà nói được thử xem sao. Đúng lúc con trai lớn của chồng bà cũng vừa mất không bao lâu. Bà liền dắt con dâu lớn của bà đến, con tìm người nước ngoài này. Giá tiền chỉ lấy có một nửa. Quả nhiên không bao lâu, ông đã tìm được hồn của người ấy đến. Sau khi tìm đến thì hầu người đó nhập vào một người bà liền hỏi dông hồ nhập vào trong người này thì hành động và thái độ của người này quả thật là giống như người con trai đã chết của bà vậy tiếng nói cũng giống liền hỏi người con trai là tại vì sao cha con đã qua đời rồi mà ông ấy không tìm được Người con trai nói sau khi cha anh ta chết Thì đọa địa ngục rồi Cho nên nhà ngoại cảm người Pháp này Ông có thể tìm được ở cõi quỷ Chứ địa ngục thì vô phương Vì ông đọa địa ngục rồi Ông là người rất tốt Xây cầu đắp đường hàng ngày lễ Phật tụng kinh Làm nhiều việc tốt trong cửa Phật như vậy Tại vì sao ông bị đọa địa ngục Đâu có loại đạo lý này chứ Người con trai này nói Trước đây lúc ông làm quan vào triều thanh Một lần hoàng đế sai ông đi cứu trợ thiên tai Ông đại khái chiếm đoạt hết số tiền cứu trợ thiên tai này Cho nên rất nhiều người dân gặp thiên tai đó Không nhận được tiền cứu tế mà chết Tội nghiệp này quá nặng Sau này tu hành như thế nào Cũng không cách gì bù đắp được vẫn phải là đọa địa ngục chuyện này rất ít không có ai biết ông vẫn còn một người bạn hiện nay vẫn còn sống có thể người bạn này biết chút ít về ông mấy gì có thể đi hỏi thăm thử xem cuối cùng người vợ nhỏ này của ông đã tìm được người bạn già này hỏi xem có chuyện này hay không người bạn già của ông nhớ lại quả là có chuyện này ông đã làm quan chức khâm sai đại thần đi phát tiền cứu trợ cho dân nhưng có một số người biết ông đã chiếm đoạt số tiền này chiếm đoạt bao nhiêu không ai biết người bạn già này của ông cũng không biết ông nói quả thật là có sự việc này đây là đại sai lầm ông đã tạo nên bạn xem chỉ tham một chút tiền của như vậy mình có thể sống sung sướng được mấy ngày chứ Tuổi già tạo việc tốt như thế nào đi nữa Cũng không cách gì bù đắp được Vẫn là phải đọa địa ngục Đọa địa ngục Chúng ta đã nhìn thấy trên kinh này rồi Phải chịu khổ Vô số kiếp cho nên số tiền cứu tế tai nạn này một chút cũng không được đụng đến cái lỗi này rất nguy hiểm lỗi lầm này rất nguy hiểm số tiền này là để cứu mạng người ta nếu nhìn thấy số tiền của này mà muốn chiếm đoạt thì quả báo đều là ở địa ngục chúng ta nhìn thấy tai nạn lớn này Phải dốc toàn tâm toàn lực ra giúp đỡ còn không kịp Nhìn thấy người ta có thể bỏ tiền bỏ sức ra để cứu nạn Thì hãy sanh tâm hoan nghỉ Phải thuận theo tu tùy hỷ công đức Sao có thể ở trong đây Tham chiếm đoạt cởi tâm tham Tạo tội như vậy là cực nặng phàm là việc cứu cấp cứu tế thì công đức này là lớn nhất chúng ta xem thấy ở trên kinh nếu như ở trong đây khởi tâm ác khởi niệm ác muốn đi làm chướng ngại nó phá hoại nó chiếm đoạt nó thì tội lỗi này đều ở địa ngục bố thí tài đã như vậy thì bố thí pháp càng đúng như vậy hơn trong bổ thí pháp đặc biệt là Phật pháp. Phật pháp là nền giáo dục cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chớ ngại sự lưu thông Phật pháp chính là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Quả báo là ở địa ngục A tỳ. Năm địa ngục vô gián nếu như các vị có đọc kinh phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo thì sẽ biết bộ kinh này là kinh đại thừa là một phần ở trong kinh bảo tích kinh bảo tích là đơn vị lớn nó là một đơn vị nhỏ ở trong đây kinh vô lượng thọ cũng được nói trong kinh bảo tích Bộ kinh này Phật hoàn toàn không giữ lại gì Ngày đem tội nghiệp mà người xuất gia thời kỳ mạt Pháp tạo Đã nói ra rất tỉ mỉ cho chúng ta biết Chúng ta đọc kinh này mà thấy lạnh xương sống Tự xem mình có phạm tội hay không Có làm sai hay không Nếu như làm sai mà không biết sám hối Không biết sửa lỗi thì niệm Phật vẫn không thể giảng sanh Nhất định phải biết Tạo tác tội nghiệp không sợ Sám hối là có thể tiêu trừ nghiệp chướng Sám hối này là hoàn toàn chuyến trở lại Nhất định không phạm sai lầm nữa Phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện tích lũy công đức Đem những hành vi quan niệm không tốt Ở trong quá khứ Chuyển đổi trở lại 180 độ Như vậy mới có thể cứu được chính mình Cho nên bộ kinh này cần lưu hành với số lượng lớn Cần giảng giải cho thật nhiều Cần nghiêm túc học tập Bộ kinh này tôi nhớ tôi đã giảng ba lần rồi Đã giảng một lần tại Mỹ Một lần tại Đài Loan Nhưng cũng đã giảng một lần tại nơi này Có bằng ghi âm, bằng ghi hình, lưu thông Hình như hiện nay cũng có đồng tu chép lại thành sách Cái phần viết thành sách này tôi vẫn chưa có xem sau khi tôi xem xong bên trong thật sự không có sai lầm vì mới có thể đưa lên mạng internet lưu thông ở trên mạng đại khái hiện nay ở trên mạng có băng ghi âm và băng ghi hình cho nên lưu thông phật pháp Sự phục vụ của Phật Pháp Đối với tất cả chúng sanh Phước báo này là lớn nhất Chúng ta cần phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật Cả đời Bố thí trí huệ Đây là bố thí Pháp Trong bố thí trí huệ Cũng đã bao gồm bố thí tài Vì sao vậy? Vì dùng thân thể của chúng ta Dùng sức lực của chúng ta hoàn toàn là sự dạy học thiện nguyện hết lòng hướng dẫn đại chúng xã hội khuyến thiện sửa lỗi dùng thể lực của chúng ta đó chính là thuộc về bố thí tài chúng ta quan tâm đại chúng xã hội yêu thương bảo vệ đại chúng xã hội toàn tâm toàn lực giúp đỡ đại chúng xã hội giúp họ giác ngộ giúp họ sửa chữa lỗi lầm giúp họ phát tâm phục vụ xã hội phục vụ nhân dân phục vụ chúng sanh đây chính là bố thí pháp cúng dường pháp nên phước báo là lớn nhất tuy có phước báo lớn mà bản thân chúng ta vẫn không hưởng thụ. đem phước báo này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật đều là trải qua đời sống đơn giản nhất. Tuyệt đối không có nói trong hàng đệ tử có rất nhiều người là đại quốc vương Ấn Độ thời đó có 16 vị vua nước lớn Đều quy y Thích Ca Mâu Ni Phật Đều làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là ba y một bát Ngài không có thay đổi phương thức sinh hoạt Đây là sự chỉ dạy của Thế Tôn Đối với chúng ta Là mô phạm cho chúng ta Mới có thể khiến cho đại chúng xã hội Tôn trọng Ngưỡng mộ Phạm phu thế gian Có người nào không tham tiền của chứ Có người nào không ham muốn hưởng thụ đâu Vừa đó là giàu trong tham dục Liền tạo tội nghiệp Liền gây phiền phức cho mình ngay Phật là hiện thân thuyết pháp Làm tấm gương tốt cho chúng ta Còn người sống ở thế gian Ăn đủ nó no ba bữa là được rồi Không cần chú trọng đến ngon dở Ăn no là được rồi Quần áo giải thô Có thể che thân là được rồi tối đến có một chiếc giường ngủ rất thoải mái ngủ rất tự tại thì là đủ rồi còn mong cầu gì nữa chứ nếu còn dư bao nhiêu thì đem cho tất cả đại chúng cùng hưởng thụ đây liền gọi là phật bồ tát đây gọi là hành đạo bồ tát như vậy gọi là học phật chúng ta ở thế gian bất luận là thân phận gì bất luận là địa vị gì bất luận làm trong ngành nghề nào bất luận sống bằng cách thức gì chỉ cần niệm niệm gì chúng sanh niệm niệm gì xã hội niệm niệm gì nhân dân thì người này chính là bồ tát người này là hành đạo bồ tát đích thực họ giữ cái tâm này chính là tâm bồ tát Phước báo giống như trên kinh nói Là không có cùng tận Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo tranh Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.